lô đất đi từ hướng ngã ba Hùng Vương đến Nguyễn Hữu Cảnh. Rẽ phải vào đường Hùng Vương. Khu dân cư hiện hữu hai bên sầm uất, nằm ngay gần Ủy ban Vĩnh Thanh, gần chợ, siêu thị Bách Hóa Xanh. Và trường mầm non. Đối diện tu viện rẻ trái. Hẻm 2480 Ba Hùng Vương chạy thẳng vào 200m. Đường nội khu 6m lộ dưới hai bên 16m. Vị trí lô đất 8m 13 12,5m 260m2, sổ hồng riêng, xây tự do.